Người Hồi giáo phi luật từng cầu nguyện cho các nạn nhân trên máy bay Malaysia, tên từ Manila. Hôm nay khoảng 20 nhà hoạt động Hồi giáo đã mang thông điệp: chúng tôi cầu nguyện cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, và đã tổ chức một buổi cầu nguyện ngắn bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố Manila. Nhóm người Hồi giáo cũng đã tổ chức mừng việc ký kết hòa bình sắp tới giữa chính phủ phi luật tân và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất ở miền Nam, và nói rằng họ mang ơn Mã Lai đã đóng một vai trò lớn trong các cuộc đàm phán. Mã Lai đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ phi luật tân và nhóm mặt trận giải phóng Hồi giáo Moru từ năm 2001 để kết thúc một cuộc nổi dậy kéo dài nhiều thập niên đã làm chết 120.000 người và buộc 2 triệu người phải di dời, ngăn cản sự phát triển của khu vực nghèo khó nhưng giàu tài nguyên ở miền Nam phi luật tân. Người Hồi giáo ở Manila đã bày tỏ sự lạc quan của họ về thỏa thuận hòa bình với một buổi lễ nhỏ và một cuộc diễn hành trên đường phố, hy vọng rằng hiệp ước hòa bình cuối cùng sẽ kết thúc sự đổ máu ở khu vực phía Nam. Ông Haji Abdul Madid, một chỉ huy trong mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, đã tham gia lễ kỷ niệm và nói ông hy vọng sẽ có thể mở một cửa hàng nhỏ với gia đình và trở về cuộc sống dân sự một khi hòa bình được khôi phục ở quê nhà Mindanao. Việc ký kết thỏa thuận hòa bình vào ngày 27 tháng 3 sẽ tạo ra một thực thể chính trị mới tại các tỉnh có đa số người Hồi giáo ở miền Nam phi luật tân, thay thế khu tự trị Hồi giáo hiện có bao gồm 5 tỉnh với một lãnh thổ lớn hơn, có nhiều thẩm quyền hơn và có quyền hạn lớn hơn để đưa ra các loại thuế. Tuy nhiên, một số nhóm ly khai đã bày tỏ sự bất đồng chính kiến trong các cuộc đàm phán hòa bình. Người Hồi giáo chiếm khoảng 10% của tổng dân số 97 triệu người phi luật tân.